Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè thường là thời điểm nắng nóng nhất trong năm, đây cũng là lý do khiến cho cơ thể của bạn thường xuyên bị mất nước. Vì thế bổ sung các loại nước mát giải nhiệt là điều cần thiết và rất quan trọng trong thời điểm này. Chỉ cần một ly nước mát này thôi cũng giúp bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần và cảm giác thoải mái hơn. Dưới đây là một số loại nước uống giúp giải nhiệt rất tốt trong mùa hè, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Nước mía là một loại đồ uống được làm từ mía bằng phương pháp xay ép để lấy nước. Khi ép mía lấy nước, người ta thường cho vào thêm một trái quất hoặc chút cam dứa để tăng thêm hương vị. Nước mía rất được ưa chuộng ở nước ta vì có tác dụng giải nhiệt mà giá phải chăng và có thể mua ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nước mía không phù hợp với những người bị bệnh tiểu đường. trà xanh điều kỳ diệu nằm trong những chiếc lá trà xanh chính là hàm lượng egcg là chất chống oxy hóa mạnh nhất có nguồn gốc tự nhiên giúp bạn giảm mệt mỏi căng thẳng khi làm việc ở cường độ cao và làm mát da lọc bỏ độc tố trên da làm sáng mịn da thời tiết nóng uống một cốc trà vừa tốt cho sức khỏe vừa giải quyết cơn khát Ngoài ra uống trà xanh thường xuyên còn mang lại rất nhiều tác dụng khác. Mỗi ngày uống 4 đến 5 tách trà khoảng 800 ml đến 1 lít là có thể giúp cơ thể giải nhiệt, giải độc, phòng ngừa được một số bệnh như cao huyết áp, cholesterol máu tăng, sơ vữa động mạch. Tuy nhiên, chỉ nên uống vào buổi sáng, trưa chiều, không uống vào buổi tối để khỏi trở ngại đến giấc ngủ. Nước dừa theo đông y nước dừa ngọt ấm không độc giúp tăng cường khí lực uống nước dừa thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe dừa là một trong nhiều loại nước uống giải khát thông dụng chỉ cần mua dừa về lấy nước nạo cơm thêm ít đường cho đá nếu thích là đã có một ly nước giải khát ngon bổ cam chanh có tác dụng cải thiện tình trạng khô khát, trừ nhiệt, dùng chữa các bệnh khô nóng do nhiệt. Một ly nước cam chanh ép trong những ngày nắng nóng sẽ giúp cơ thể dịu lại. Nước dâu ngô và nước atiso. Dâu ngô có thể dùng tươi hoặc phơi khô kết hợp với mía, lá dứa nấu nước uống thay nước lọc hàng ngày có tác dụng lợi tiểu. Những người bị bệnh cao huyết áp, tiểu đường dùng nước này rất tốt. Bạn có thể mua atiso thành phẩm hoặc tươi về nấu lấy nước uống như trà. Bông atiso nấu chín có tác dụng bổ gan, lọc máu, bổ tim, chống độc, lợi tiểu. Nước sắn dây quất Thức uống sắn dây quất giúp thanh nhiệt giải độc và làm da mồ hôi. Đặc biệt trong sắn dây có chất isoflavone giúp tăng lượng máu lên não, làm giảm huyết áp nên cũng là thức uống phòng cao huyết áp. Cách làm đồ uống này rất đơn giản. Cho 100ml nước vào bột sắn dây quấy tan, rửa sạch hai quả quất, bổ làm đôi, vắt bỏ hạt lấy nước cốt rồi cho vào nước bột sắn dây quấy thật đều. Cho thêm đường và quấy tan, khi thưởng thức có thể cho thêm đá. Nước rau má Rau má có vị ngọt tính mát, tác dụng thanh nhiệt giải độc lợi tiểu, thường dùng trong các trường hợp sốt, chảy máu cam, nôn ra máu, lị, táo bón, do nhiệt, đi tiểu buốt, muộn nhọt, rôm sẩy, ho, giãn tĩnh mạch, chức năng giải độc của gan suy yếu, sản phụ ít sữa. Ngày dùng 30 đến 50 gram rau má tươi, có thể nhiều hơn, rửa thật sạch rồi giã nát hoặc xay nhuyễn vắt lấy nước, pha thêm nước hoặc nước dừa để uống. Có thể nấu canh để ăn trong bữa cơm hoặc nấu lấy nước uống thay nước trà trong ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.